Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: bất cập trong triển khai điều trị F0 tại nhà; tiếp tục di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế; Điện Biên phát hiện xử lý gần 14.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; dự kiến đón 20.000 khán giả trận tuyển Việt Nam Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây nhiều hội nhóm trên mạng xã hội liên tục giao bán các loại kit xét nghiệm được cho là có khả năng phát hiện biến chủng Omicron mà không có sự thông qua kiểm soát của cơ quan y tế nào. Thông tin này đã được phản ánh trên nhiều trang tin báo chí. Theo các chuyên gia y tế, muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gen rất phức tạp. Hiện nay không có bộ xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để kiểm tra ra biến chủng Omicron. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không bộ xét nghiệm phát hiện Omicron, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hơn 7.500 phụ huynh đã rút học bạ chuyển con về quê học tập. Trong số 7.500 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã được phụ huynh rút học bạ chuyển về quê, phần lớn ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở rất ít bởi khối 7-12 đã được trở lại trường. Theo khảo sát ở nhiều trường tiểu học sinh chuyển trường phần lớn là con em công nhân, người lao động tự do. Xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là ở thời gian học trực tuyến kéo dài, trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm, không thể trông coi sát sao việc học của con nên phải gửi về quê cho người thân hỗ trợ. Thứ hai là do tác động của làn sóng hồi hương. Dịch bệnh khiến nhiều gia đình không bám trụ nổi ở thành phố, phải chuyển về quê, con cái do vậy cũng phải chuyển trường. Sau thời gian thí điểm từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, thành phố Đà Nẵng triển khai mở rộng điều trị F0 tại nhà tại tất cả các quận huyện. Việc điều trị F0 tại nhà được xem là giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay khi số ca mắc COVID-19 không triệu chứng chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, công tác triển khai vẫn còn bất cập. Để đảm bảo hiệu quả trong điều trị F0 tại nơi lưu trú, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Là địa phương đầu tiên tại Đà Nẵng thực hiện thí điểm điều trị F0 tại nhà, quận Sơn Trà đang tiếp nhận 39 trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng được theo dõi, điều trị ngay tại nhà thông qua giám sát, hướng dẫn của nhân viên trạm y tế. Bất cứ diễn biến nào về sức khỏe, người bệnh đều được hỗ trợ kịp thời. Chỉ sau 6 đến 10 ngày, F0 đã hoàn toàn khỏi bệnh. Mặc dù công tác tập huấn đã được chuẩn bị chú đáo, nhưng thực tế triển khai gặp không ít vướng mắc. Nhiều gia đình thì họ cũng muốn cách ly tại nhà, đó là nguyện vọng của người dân. Nhưng có nhiều khi là họ không đủ điều kiện, gia đình nhà họ thuê nó chung không đủ, F1 rất là đông ở nhà thì cũng là gây một những cái khó khăn, mà phần khó khăn nhất những cái hệ thống thông tin người ta không có cập nhật được, nên cũng rất khó trong cái công tác điều trị cách ly tại nhà. Tại Đà Nẵng, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chiếm hơn 98%. Từ ngày 31 tháng 12, Đà Nẵng triển khai điều trị F0 tại nhà. Việc triển khai này sẽ giảm áp lực cho tuyến trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số lượng F0 được điều trị tại nhà tại Đà Nẵng chiếm tỷ lệ rất thấp. Một trong những nguyên nhân là do cơ sở vật chất, nơi ở trú của người bệnh không đảm bảo, khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác thải. Ủy ban nhân quận chưa sắp xếp được các vị trí tập trung rác, thì như vậy các trạm y tế chúng tôi tạm thời đảm nhận, chờ đến khi nào mà quận đã chuẩn bị triển khai đầy đủ cái vấn đề thu gom ra điểm tập kết rác tập trung, thì rồi sau đó mới nhờ cái công ty môi trường đô thị và công ty an sinh, người ta sẽ chuyển rác đi. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện các địa phương đã và đang theo dõi điều trị tại nhà cho 247 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện mỗi địa phương đã thiết lập 2 trạm y tế lưu động. Nếu số ca bệnh vượt quá 50 ca, trung tâm y tế quận huyện cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc men. Về các trang thiết bị, máy móc, tạo oxy hay gì thì Sở Y tế cũng đã có hướng dẫn. Vậy là có cái kế hoạch cho trung tâm y tế các quận huyện được mua sắm đầy đủ. Kể cả máy đo SpO2, máy tạo khí, rồi thì bình oxy sẵn sàng đầy đủ để mà điều trị được F0 tại nhà và theo dõi F0 tại nhà. Để cách ly F0 tại nhà an toàn, hiệu quả, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng y tế và chính quyền địa phương. Trong đó, các địa phương có vai trò rất lớn trong việc phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng,
điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện, cũng như tổ chức thu gom xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm theo đúng quy định. Ngành Y tế Đà Nẵng cũng đang xây dựng mạng lưới thầy thuốc đồng hành để hỗ trợ F0 điều trị tại nhà trong thời gian tới. Năm 2021, trước ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh COVID-19, ngành thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp thu với mục tiêu thu ngân sách nhà nước vượt dự toán giao ở mức cao nhất. Ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa quản lý các nguồn thu và thu ngân sách đạt hiệu quả cao. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn ngành thuế tỉnh đạt gần 1.510 tỷ đồng, vượt 18% dự toán, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Cục thuế tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước ngay sau khi hết thời hạn, được gia hạn theo quy định. Toàn tỉnh đã thu gần 343 tỷ đồng tiền sử dụng đất, vượt gần 15% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thu thuế, phí, thu khác đạt gần 1.170 tỷ đồng, vượt gần 20% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thành phố Điện Biên Phủ và các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Nhé, thị xã Mường Lây là 5 địa phương có mức thu đạt cao. Nhằm phát triển trang trại nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu năm 2030, toàn tỉnh có hơn 800 trang trại quy mô hiện đại cho thu nhập cao và ổn định. Theo đó, dự kiến đến năm 2025, toàn tỉnh có 770 trang trại, gần 1.700 gia trại và sẽ tăng khoảng 10% vào năm 2030. Giá trị sản xuất của trang trại gia trại đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Phấn đấu khoảng 40% trang trại gia trại tham gia chuyển đổi số liên kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu và sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Để đạt kết quả trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất, tạo các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo bố trí quỹ đất phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế trang trại, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nội đồng, đầu tư cải tạo xây dựng hệ thống thủy lợi. Mỗi đơn vị cấp huyện lập quy hoạch các vùng phát triển kinh tế trang trại, tạo thuận lợi giao cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại có địa điểm đất làm trang trại phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp và sử dụng đất có hiệu quả để yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Tình trạng xe quá khổ, quá tải cơ nới thùng xe để chở vật liệu xây dựng hoạt động thường xuyên ở nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam dù đã liên tục xử lý nhưng đến nay chỉ mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Cuộc chiến với xe quá tải trên thực tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trên tuyến quốc lộ 14B từ phía đông cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc, chỉ vào một buổi sáng, rất nhiều xe chở cát, sỏi, gắn phù hiệu chạy ngược xuôi tấp nập. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, khoảng 15 phút, tất cả các xe đã dạt vào những cây xăng, khu đất trống hoặc đỗ luôn tại bến. Nhiều đối tượng đi xe máy, ô tô đảo qua lại vị trí cảnh sát giao thông, đặt cân tải trọng liên tục gọi điện. Đây là những đối tượng chuyên đi cảnh giới lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng nhằm điện báo cho các tài xế chở cát sỏi từ các bến bãi dọc sông Vu Gia tìm cách đối phó, tránh né. Tuyến lộ 14B và đường Hồ Chí Minh thì đa số là đường cong, nhiều dốc. Cho nên trong quá trình triển khai cong nó gặp một số khó khăn. Thứ nhất là về đảm bảo yếu tố an toàn, là một bộ phận ý thức tham gia giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và doanh nghiệp chưa cao thì vẫn còn cố tình chở hàng quá tải. Khi gặp lực lượng chức năng thì tìm cách tránh né hoặc là đi đường vòng đường cấm, tổ chức cho người theo dõi giám sát để mà báo cho cánh lái xe để tránh chúng ta. Trong năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt đã lập biên bản và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm hành vi liên quan đến tải trọng như xe chở quá tải, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thùng xe và chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường. Phần lớn các trường hợp lái xe vi phạm đều luôn có sẵn lý do để lý giải cho hành vi vi phạm của mình. Em nghĩ là không quá tải nhưng hôm nay nó quá một chút ít là em nghĩ do nó trời mưa nhiều quá, nó cát nó ướt. Với lại đôi lúc bùn đất nó dính trong xe nó cũng nó lên ký. Chứ em không có nghĩ là nó quá như trước. Để giải quyết triệt để cái hành vi vi phạm này thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông thì cần phải sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các ngành, các đơn vị chức năng từ tỉnh đến huyện và phải xử lý tận gốc ngay tại các bến bãi nơi bốc xếp hàng hóa.
Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các lái xe, chủ phương tiện vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở đất, cát, sỏi, quá tải lưu thông trên địa bàn. Tuy nhiên, việc này chỉ mới giải quyết phần ngọn của vấn đề. Do đó, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần phải có giải pháp hữu hiệu và xử lý kiên quyết mới có thể sớm dẹp bỏ vấn nạn xe chở quá tải trọng. Hiện nay, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã hoàn thành tuyến chính, cơ bản hoàn thành các tuyến nối, đảm bảo thông xe kỹ thuật trước Tết Nhâm Tần 2022. Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 7 tháng 1 năm 2022, công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận kiến nghị rà soát lại các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu dự án để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của dự án, làm cơ sở cho việc thanh kiểm tra hoặc đánh giá sai phạm chính xác. Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo động viên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Đèo Cả đã hoàn thành cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, sớm khánh thành để kịp thời phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đáp ứng được mong mỏi và kỳ vọng của hơn 21 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long. Song song với đó, các công trình cầu Cửa Lục 1, hầm Bao Biển tỉnh Quảng Ninh cũng được tập đoàn này kịp thời hoàn thành trong năm 2021. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên, năm 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý gần 14.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong năm 2021, lực lượng Công an Thanh tra Giao thông đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó phát hiện và xử lý gần 14.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, lập biên bản hơn 14.000 trường hợp, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện các loại, tức hơn 550 giấy phép lái xe, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước hơn 8,5 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông quốc gia 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các ngành thành viên của Ban an toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, ứng dụng công nghệ cao, khai thác tối đa các thiết bị nghiệp vụ, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm. Theo quy định mới của thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, nhà ở riêng lẻ phải bố trí tối thiểu một lối ra khẩn cấp để thoát nạn khi cần thiết. Việc áp dụng quy định mới kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hà Nội phòng chống cháy nổ cho nhà ống, ngõ nhỏ tốt hơn, nhất là tại những khu vực có mật độ xây dựng dày đặc, diện tích nhỏ hẹp. Địa bàn chật hẹp, đông đúc dân cư, đường đi nhỏ, nhiều nơi xe chữa cháy đến cũng không vào được, đang là tình trạng chung của nhiều khu nhà ở tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Do đó, khi thành phố áp dụng quy định mới về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã được nhiều người dân ủng hộ. Quy định như thế thì rất là tốt, bởi vì có lối thoát hiểm là đã đảm bảo được cái cuộc sống của người dân khi xảy ra hỏa hoạn. Và người dân có thể là có lối thoát. Chứ còn nếu mà như bây giờ, như trước kia ấy, thì người dân sẽ xây nhà, xây cửa thì toàn nhà ống, nhất là mặt phố, ví dụ như trong tổ dân phố chúng tôi đây là toàn nhà ống xây dựng từ những năm 93 đổ về trước. Cho nên là cái nhà nọ giáp với nhà kia không bao giờ có lối thoát ra đằng sau cả. Tuy nhiên, với đa phần là nhà ống, nhà chuồng cọp lại nằm trong các con ngõ nhỏ hẹp, việc đưa ra yêu cầu này sẽ khó để đáp ứng, nhất là với những ngôi nhà đã được xây dựng cách đây nhiều năm. Đối với các khu đô thị mới hay đối với khu vực rộng rãi hay là thậm chí ở nông thôn thì dễ hơn, nhưng đối với những khu nông thị, các cái khu mà khu nhà ở cũ của Hà Nội thì tôi nghĩ thành phố nên nghiên cứu hơn một chút nữa xem là trong trường hợp thì nên như thế nào, bởi vì có thể có những không có chỗ mà chạm ra được nữa, nên có cái khảo sát cụ thể đối với từng cái cụm, nhất là phố cổ bây giờ thế nào để có thể tạo điều kiện cho dân làm được việc này thì tôi cho là vô cùng tốt. Còn nếu như dân mà không ấy, tôi nghĩ chính quyền có thể có cái hỗ trợ gì đấy, là có một cái cách hỗ trợ để tất cả các nhà dân đều có cửa thoát hiểm, tôi cho là rất cần. Về mặt an toàn về ngôi nhà thì cái lối thoát hiểm là rất cần thiết, và bất cứ kiến trúc sư nào cũng phải nghĩ đến một ngôi nhà được sống an toàn thì phải đối mặt với các tình huống đó. Và cái việc mà phòng cháy chữa cháy là cái cũng rất là quan trọng, cho nên là cần phải đưa vào trong cái tư duy của người thiết kế. Thế còn khi mà quy định thì nó nhắc lại cái ý thức của người thiết kế ra ngôi nhà đó cần thiết có. Thế còn cái thực tế có được hay không thì chúng ta còn phải đánh giá cái tác động của nó đến cái cuộc sống, đến các cái quy trình hành chính, đến cái sự an toàn thực chất
của người dân chứ không phải chỉ để sự an tâm của những người quản lý về phòng cháy chữa cháy. Lâu nay việc xây dựng nhà ở riêng lẻ không bắt buộc áp dụng các quy định về tiêu chuẩn phòng cháy. Do đó nếu xảy ra cháy nổ thường để lại hậu quả nặng nề, nhất là những nơi có mặt bằng hẹp, ngõ nhỏ. Việc áp dụng quy định mới về phòng cháy với nhà ở riêng lẻ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để giảm thiểu hậu quả nếu không may xảy ra cháy nổ. Với sự tạo điều kiện, ủng hộ tối đa về cơ chế cũng như nguồn lực từ Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế một cách chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới 2022. Đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1, công tác di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế. Chính quyền địa phương đã tiến hành di rời, tái định cư cho trên 3.600 hộ dân và gần 2.000 lô đất. Trên 600 hộ dân đã từng bước ổn định cuộc sống ở nơi ở mới. Các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án, tập trung ở các khu vực Hồ Xã Tắc, Trấn Bình Đài, Hồ Tịnh Tâm với gần 1.200 hộ dân di rời tái định cư, trả lại mặt bằng để nhà nước trùng tu di sản. Thì hiện bên phía trung tâm cũng như là ủy ban thành phố đang phối hợp với các đơn vị để thực hiện giải quyết các cái khu vực còn lại là khu vực Đa Xã Tắc và cái khu vực tiệm giả bồi dưỡng dự. Thì đối với hai khu vực này thì hiện nay là bên phía trung tâm đã thực hiện xong cái việc kiểm kê và đã lập cái phương án để niêm yết công khai cho người dân biết, thì dự kiến ở trong quý 1 năm 2022 sẽ hoàn thành hết hai cái khu vực này. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai dự án hạ tầng khu tái định cư số 9, 10 tại phường Hương Sơ để phục vụ di dân. Các khu vực này sẽ được xây dựng khang trang với đầy đủ các thiết chế hạ tầng cơ bản. Dù gặp điều kiện khó khăn về thời tiết, nguồn đất san nền, nhưng các đơn vị khẳng định sẽ vượt tiến độ về đích năm 2024 từ 1 đến 1,5 năm. Thì như vậy cả hai dự án có thể khẳng định là sẽ về đích trước thời điểm của phê duyệt dự án khoảng 1 năm, gần 1 năm rưỡi đến 1 năm rưỡi. Như vậy tôi cho rằng đánh giá hai dự án này là cũng đã triển khai quyết liệt cùng với các dự án của thành phố, thì cũng hy vọng rằng góp phần tích cực trong việc mà chúng ta sớm thực hiện thành công cuộc di dân lịch sử của giải tỏa kinh thành Huế. Di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế là chương trình trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, tập trung thực hiện trong năm 2022. Đối với các khu vực di tích đã giải phóng mặt bằng, địa phương có kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách hợp lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các cơ quan chức năng về việc đón 20.000 khán giả vào sân ở trận Việt Nam-Trung Quốc ngày 1 tháng 2 năm 2022 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đề xuất đón 50% khán giả vào sân với các điều kiện dành cho cổ động viên không đổi như có giấy xét nghiệm âm tính, tiêm đủ 2 mũi. VFF hy vọng sự có mặt của 2 vạn cổ động viên sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với VFF vẫn đang chờ câu trả lời cuối cùng của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, thành phố Hà Nội và các bộ ban ngành liên quan. Mới đây, một số người liên quan đến nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai đã được cơ quan chức năng khởi tố. Tuy nhiên, vụ việc gây ra không ít bức xúc trong dư luận. Nhằm chấn chỉnh không để xảy ra những sự việc tương tự, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 70 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện. Theo đó, chậm nhất đến ngày 28 tháng 2 tới, các địa phương có trách nhiệm ra soát xong việc đăng ký, cấp phép hoạt động, việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em, việc tiếp nhận, sử dụng nguồn vận động xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập, các quỹ từ thiện có chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua thanh tra kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các tổ chức cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm. Cũng tại văn bản này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các bên tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ mồ côi cần được ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.